bên kia là một cặp có 8 9 con ở bên kia. Đây cặp ngỗng này có 3 con nè, thường đẻ 5 7 8 trứng lận, chắc là bị mấy con chim cát ăn rồi. Nhưng còn có 3 con à. Đây thì có 3 cái em ụt ụt nhỏ xíu à. Ăn bụng bự luôn. Đây có một con gà nhỏ mini. Gà mini nhỏ xíu bông bông đẹp không? Có một em gà trống, 4 5 em gà mái. Có 2 em thỏ, một con thỏ đen, con thỏ nâu. Con thỏ đen thiệt là to, bên kia con thỏ màu nâu nữa kìa, mẹ màu xám. Con xám, con nâu, con đen. Ê, thấy thương quá, mà bú. Con nâu lỗ tai bị hư một chỗ rồi, bị rách một chỗ rồi. Ăn cỏ nè. Bứt cỏ đưa vô nó ăn. Mấy cái cỏ mọc mé ngoài này nó cao, nó lú vô chút nó lại nó bẻ nó ăn, mà nhổ đút cho nó ăn. Hai bốn sáu tám chín con, chín con ngỗng Canada, chín con ngỗng con. Con ngỗng nó lên ăn cỏ nè, ngỗng Canada này thấy thương không? Con đầu đen, con đầu có bông. Mấy cây kiểng này nó tỉa cắt cùi đơ nè, mà đẹp không, vài bữa nó ra lá đẹp lắm, trộn vô à.
Cây này cổ thụ chắc sống mấy chục năm rồi. Thế là một vài cây là nó đóng một cái ổ chim. Đóng ổ chim cho chim ăn. Cây khu công viên này trồng cái cây này rất nhiều mà mùa này lá còn cụi đơ. Cây này nó già cỗi, nó ra chậm hơn những cây lá, cây còn nhỏ, cây này cỗi cổ thụ rồi. Thank you.